Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay giới thiệu cùng các bạn truyện ngắn Ám thanh của nhà thơ Ý Nhi qua sự thể hiện của phát thanh viên Sơn Tùng. Mời các bạn cùng nghe. sĩ gỡ cặp kính ra khỏi đôi tai mỏng tang của mình Rồi cứ cầm cái gọng kính đồi mồi Đong đưa qua lại trước mặt anh Như mấy ông thầy cúng thư hương giải bùa Anh nhìn vào mắt hắn Cố tìm một lời giải đáp Hay ít ra một chút biểu hiện tình cảm Nhưng chỉ thấy hai hốc mắt thâm quầng Và ánh nhìn đờ đẫn mệt mỏi Thất thần Hắn cười phá lên rung cả căn phòng nhỏ ngăn với phòng bên bằng tấm ván mỏng. Anh sững người, không hiểu làm sao cái gã xương sầu này lại có tiếng cười khủng khiếp nhường ấy. Hắn rất cơn cười, cũng đột ngột như khi bắt đầu. Căn phòng rơi vào sự im lặng ngột ngạt. Hắn đeo lại kính, lại trở thấy ông bác sĩ chuyên gia trước mặt anh. Lần đầu anh để ý thấy, việc người ta đeo hay gỡ một chiếc kính có thể tạo nên sự khác biệt đến vậy bác sĩ lật qua lật lại quân y bạ mới cứng của anh nhưng muốn tìm kiếm điều gì ẩn giấu nơi đó cuối cùng hắn đẩy quân sổ màu vàng nhạt về phía anh tay anh đâu có sao anh hơi nhổ người lên định nói thì hắn át đi chính vì vậy mà không có phác đồ điều trị và dĩ nhiên cũng không có lý do để kê toa tóm lại anh có thể nghe tất cả những gì anh muốn nghe anh đứng dậy khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài vừa bước xuống từng bậc thang anh vừa nhớ lại mấy lời sau cùng nghe tất cả những gì anh muốn nghe câu nói có cái gì đó khuất lấp khó hiểu anh toan trở lại đã bước lên vài bậc rồi lại thôi anh chán ngán không khí vây hãm của căn phòng với những thứ máy móc xa lạ những cái nhìn lom lom vào người mình những câu hỏi vớ vẩn tựa người vào bức tường ngay nơi đầu cầu thang anh khoanh tay nhìn những bậc thang lót gạch hoa màu nâu sẫm đếm từng viên một trên mỗi bậc rồi đếm các bậc từ dưới lên cách thư giãn hiệu quả của anh mỗi khi có điều chi phải nghĩ ngợi để cuối cùng có thể bất giác hiểu ra một điều đơn giản những bác sĩ ân cần dễ thương đáng tin cậy đầu ngành giàu kinh nghiệm chỉ một mực quan tâm đến cái tai mà thôi anh đã mất thời gian một cách vô ích anh đã xuôi theo sự dẫn dắt của hát như như gì nhỉ như như một gã khở anh bật cười trong khoảng trống nhỏ hẹp bên chân cầu thang lại nhớ lâu lắm mình mới cười thành tiếng có thể là từ hồi bắt đầu nghe thấy những tiếng gọi những tiếng gì dầm ấy. Anh vừa bước đến cái ngách dành cho người đi bộ thì nghe thấy một tiếng rầm dữ dội ngay sau lưng mình. Tiếng động ghê gớm đến nỗi, anh tưởng ngôi nhà bốn tầng của bệnh viện vừa đổ sập. Ngoảnh lại, thấy vài chục người nhăn nhó nhìn mình, kẻ đang chắn ngang lối ra. Căn nhà bốn tầng vẫn ngạo nghễ đứng dưới nắng tháng năm rực rỡ. Anh dừng sững nghe hai chân nặng trịch. Người bảo vệ chạy ra. Có một chiếc còi lớn lùng lẳng trước ngực, nhưng anh ta không huyết còi mà dùng tay ấn mạnh vào yên xe, đẩy bật anh ra bên ngoài. Là bảo vệ của một bệnh viện chuyên về tai mũi họng, hẳn anh ta nghĩ anh là một bệnh nhân khiếm thính. Anh dắt xe dựa vào gốc me già phủ chùm bóng lá xuống tấm bảng hiệu màu xanh của bệnh viện, rồi chân chối nhìn ngôi nhà tiếng rầm dữ dội gian gian trong ngực tiếng anh thấy tức thở lẽ nào chỉ do anh tưởng tượng trời ơi giá mà mày đổ rầm xuống thật anh kêu thầm rồi lại thấy sợ hai vĩ nghĩ điên rồ ấy hàng trăm con người khốn khổ đang chạy đi chạy lại cuống cuồng như lũ kiến bị dội nước trong ngôi nhà ấy anh muốn rời đi muốn dứt khỏi những ý nghĩ những phán đoán nhưng anh không sao dịch chuyển ngay cả khi anh nghe thấy tiếng chuông ở đâu đó vang lên, nhìn thấy dòng người ùa ra cổng chính cổng phụ, giáo rác, tất tưởi. Người bảo vệ lại đi ra, ghé sát vào bên tai anh nói to. Hết giờ rồi. Anh nổi khủng. Bệnh viện mà hết giờ cái nỗi gì? Người ta ốm đau bệnh tật có giờ giấc gì đâu. Có lẽ, đã quen với cơn giận bất thường của bệnh nhân, ông ta lại hét to hơn. Hết giờ khám thôi. Trường hợp cấp cứu thì 24 trên 24 anh cũng hét lên. Ừ, hiểu, 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 hiểu hết. Rồi dắt xe, nhập vào dòng người đang túa đi các ngả đường, phủ kín bởi áo chống nắng, váy chống nắng, khẩu trang chống bụi, mũ bảo hiểm, chống... Trong... Biết mình vô lý, nhưng cơn giận vẫn không nguôi ngoai. Anh thèm được đứng giữa đường, hét lên thật to, át đi tiếng người, át đi tiếng xe ẩm ý náo loạn kia đây là lần thứ hai anh nghe thấy tiếng động lớn như vậy. Lần thứ nhất anh đang nghỉ trưa. Anh choàng dậy khi nghe thấy tiếng nổ kinh hoàng ngay trên ngóc nhà chung cư. Anh bật cửa nhìn ra hành lang. Hành lang vắng ngắt. Nghĩ mình là người sau cùng còn ở lại trong tòa nhà. Anh chạy xuống theo lối cầu thang bộ. Vì ba buồng của thang máy. Cái thì đang tầng 19. Cái đang tầng B. Cái thứ ba thì kẹt cứng. Bấm mỏi tay mà không sao mở được cửa ngỡ sẽ thấy một đám đông chen chúc sợ hãi anh sững sờ nhìn khoảng sân ngập nắng chỉ có người bảo vệ ung dung chắp tay sau lưng đi đi lại lại dưới hàng cây ven tường mỉm cười chào anh tay bảo vệ này còn trẻ lúc nào cũng niềm nở với mọi người nhưng nụ cười nửa miệng kín đáo của hắn hôm ấy có chút gì như diễu cợt anh quay đi tránh một lời giải thích bất ngờ chạm mắt vào cánh cửa tầng hầm màu xám, chốc lở lem nhem, chặn đứng lối vào nhà chứa xe. Một tiếng rầm trong trí tưởng của cánh cửa rơi xuống, trói vào tim anh. Thoáng qua chợ đầu anh câu hỏi, phải chăng đây chính là tiếng nổ anh vừa nghe thấy? Nhưng anh lập tức xua đi ý nghĩ đó. Không, một cánh cửa rơi xuống không thể gây nên cơn chấn động nhường ấy. Và lại, anh ở trên tầng cao, tiếng động dưới mặt đất không thể vang tới tận nơi đó. Dù vậy, cái tín hiệu ngăn trở bất thường này khiến anh cảm thấy thêm bức bối. Anh đưa tay mở cúc áo ngực, cầm lấy ve áo lắc qua lắc lại, tuồng như cử chỉ đó có thể giúp cho mình dễ thở. Cánh cửa hầm vừa được mấy người thợ nâng lên. Anh chạy sọc vào gian phòng tối om, lấy xe rồi chạy thẳng ra phố khi dừng lại nhìn thấy căn nhà nhỏ của hát ngay trước mặt tại sao lại là hát tại sao anh lại dừng lại chính nơi này anh không biết đúng ra là anh không đặt cho mình một câu hỏi hát là bạn gái cũ khi anh còn học đại học hát xinh đẹp giỏi sang luôn giữ được thế chủ động trong mọi tình huống ngày nọ cô mời anh ăn sáng tại sảnh của một khách sạn lớn cô nhìn thẳng vào mắt anh em sắp lấy chồng anh cười sau này khi nhớ tại buổi sáng hôm ấy anh không hiểu vì sao mình cười và làm sao mình có thể ăn hết được miếng bít tết bò cô bê chua chát ấy chúc mừng em họ chia tay không hờn giận không oán trách không luyến tiếc đôi khi anh tự hỏi có thật không luyến tiếc không nhỉ và không khi nào có thể trả lời cho thật chính xác đây là lần đầu tiên anh đến nhà cô, lại đang lúc trưa nắng. Nhưng Hát không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy anh, chỉ hút hoảng khi nghe câu chuyện. Hát tiễn anh ra tận cửa, dặn dò anh phải để ý đến sức khỏe, đến chế độ ăn uống và phải đến bác sĩ ngay. Nhưng khi ngoảnh lại, anh thấy cô đang tì thay vào bệ cửa sổ, lơ đãng nhìn đâu đó, như đã quên đi câu chuyện giữa lúc anh cảm thấy hối hận về cuộc viếng thăm vô lý của mình thì nhận được tin nhắn. Em có đứa cháu là bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng. Tên là, địa chỉ phòng khám là, số phone này. Anh đi ngay trong chiều nay. Em đã gọi cho cháu. Nó rất dễ thương, ân cần. Anh kêu thầm. Có một bác sĩ dễ thương, ân cần thật sao? Trùng trình ở quán ăn, rồi quán cà phê. 15 giờ, anh mới đến bác sĩ. Phòng khám nằm khuất dưới bóng một cây điệp lớn đang trổ những bông hoa màu hồng nhạt. Bác sĩ thân ra đón anh. Dù vậy, anh vẫn có cảm giác lành lạnh khi bước vào căn phòng trắng toát và sáng rực của cô. Dường như đoán được tâm trạng của anh, cô mang đến một ly nước lớn. Chú uống nước đi ạ. Thay vì cảm ơn, anh lại gục gặc đầu như một đứa trẻ vô giáo dục. Cô gái mỉm cười, quả là dễ thương, anh nghĩ. Chú cứ bình tĩnh, không có gì nghiêm trọng đâu. Cháu sẽ hỏi chú đôi điều, như một đứa cháu tò mò vậy. Anh lại gục gặc đầu, trong khi đang nghĩ, quả là ân cần. Cuộc đối thoại diễn ra trong khoảng 10 phút. Chú có thấy tai đau không? Không. Chú có cảm giác buồn nôn không? Không chú có chóng mặt không không chú có ủ tai không không chú có nghe headphone âm lượng lớn không không chú có uống rượu không đôi khi chú có hút thuốc không thỉnh thoảng nhà chú có gần sân bay hay đường dây xe lửa không không chú có hay dùng ngoái tai bằng kim loại không không chú có thường đi máy bay không không chú có hay tắm biển không anh thở dài cũng không nữ bác sĩ khẽ lắc đầu anh nghĩ mọi việc đã kết thúc không ngờ cô ấy lại tươi tỉnh và hỏi tiếp thế chú có biết vai trò của màng nhĩ không anh thấy tội cô gái nhưng vẫn không thể tìm một lời nào khác không cô thôi ghi chép đưa cây bút bít màu xanh lên miệng khẽ nhay nhay cái nắp nhựa nói tách bạch từng tiếng một như cô giáo giảng bài cho học sinh tiểu học màng nhĩ bảo vệ tai giữa trước nước vi khuẩn và các chất ngoại lai khác anh đáp tôi hiểu mặc dù chẳng hiểu mô tê gì anh không nghĩ lời đáp vẩn vơ của mình lại khiến cô gái phấn chấn cô nhìn thẳng vào anh màng nhĩ bị rách khi áp suất không khí trong tai giữa và áp suất không khí môi trường mất cân bằng khi đó sẽ có sự nhầm lẫn trong việc tiếp nhận âm thanh cháu xin nhắc lại sẽ có sự nhầm lẫn trong việc tiếp nhận âm thanh. Anh nhổm người khỏi ghế, quên cả sự giữ lịch sự. Nhưng màng nhĩ của tôi không bị rách, không bị vỡ. Cô gái đứng lên. Làm sao chú biết? Anh đáp. Tôi cảm thấy thế. Cô đi thẳng đến tủ dụng cụ, tìm một vật gì đó rồi quay lại. Khoa học không thừa nhận sự cảm thấy. Vẫn với giọng một cô giáo. Cô đeo một chiếc đèn nhỏ lên trán như kiểu thợ lặn, rồi nghiêng đầu anh qua một bên, nhìn ngắm gì đó trong lỗ tai phải, lỗ tai trái. Mỗi bên được lặp lại ba lần. Cuối cùng, cô thở ra, không rõ vui mừng hay thất vọng. Tai chú quả thực lạnh lặn. Chú nhớ giữ vệ sinh tai hàng ngày, chỉ nên dùng tăm bông sau khi tắm. Mệt mỏi, căng thẳng, anh quyết dành lấy lời nói sau cùng. Cô thấy đấy, màng nhĩ của tôi không rách, không thủng. Bác sĩ đáp, biết như thế chú đến đây làm gì? Chắc tôi khủng. Anh không kìm được trước giọng nói thách thức của cô gái. Cô không đáp. Nhẹ nhẹ kéo chiếc cửa ngăn bằng nhôm Ngay khi anh bước khỏi Mặc kệ Anh nghĩ Khi cha chìa vào ổ khóa và bước vào nhà Đổ người xuống giường rồi ngủ thiếp đi Mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa dai dẳng không dứt đừng có hòng mà lừa ta anh nghĩ trong giấc ngủ để cho ta yên anh quát lên tiếng quát to đến nỗi anh bật ngồi dậy với tay tắt chuông báo thức của chiếc đồng hồ để ngay trên đầu giường nhưng tiếng chuông lại đổ liên hồi kỳ trận gióng giả như chuông của nhà thờ lớn cảm giác phập phồng không biết có tiếng chuông thật hay không lại làm anh rối trí có thể nó đã nằm trong tiềm thức cứ đúng lúc là vang lên, tắt hay bật vậy thôi. Anh tự nhủ khi sửa soạn đi làm. Trong hộp thư cá nhân, có bức thư của hát. Không biết cô tìm đâu ra địa chỉ hộp thư của anh. Bức thư khá dài. Cháu V đã báo cho em là anh không có vấn đề ở tay. Ngoài tay giữa, nó đã tranh thủ khám cả tay trong rồi. Em rất lo vì mọi việc có vẻ gì đó rất lạ. Mặc dù gần đây không thấy có biểu hiện nào bên ngoài nếu không biết nguyên cớ ta không thể trị được bệnh vì vậy em đã tìm một bác sĩ ở khoa nội thần kinh rất đáng tin cậy anh chịu khó nhé anh không muốn trả lời anh không muốn phải làm theo lời cô một lần nữa không muốn gặp bác sĩ bất luận là bác sĩ ân cần dễ thương hay bác sĩ đáng tin cậy nhưng sự lo lắng của hát lại khiến anh bận tâm biết đâu cô lại chẳng nghĩ rằng cuộc chia tay của họ chính là nguyên cớ không. Hát không còn trong cuộc đời hôm nay của anh. Không còn trong tiếng nổ mà anh nghe thấy. Có thể việc anh chạy đến chỗ cô cũng gần như việc anh đưa tay lên tắt chuông báo thức vậy. Anh dịp lại. Cảm ơn Hát rất nhiều. Mong mọi điều tốt đẹp cho em và gia đình. Cho anh gửi lời cảm ơn đến cháu V. Quả là một bác sĩ ân cần dễ thương. Chẳng có điều gì bất thường đâu. Anh, T. Rồi tái bút chữ in đẹp tuyệt đối yên tĩnh t tuyệt đối yên tĩnh tuyệt đối yên tĩnh anh lầm nhầm mỉm cười nghĩ đến vẻ thất vọng của hát khi đọc những từ này rồi không hiểu sao lại nhận ra một ý nghĩa khác cụm từ bình thường lặp đi lặp lại trong ý nghĩ bỗng khiến anh cảm thấy mình tách biệt với tất cả với hát và với mọi người xung quanh lần đầu tiên anh tự hỏi tại sao chỉ mình ta nghe thấy tiếng gọi những âm thanh kỳ lạ những tiếng nổ anh nhớ có lần đọc ở đâu đó một nhân vật ngày nọ bỗng nhận ra hắn nhìn thấy những thứ mà không ai khác nhìn thấy người ta cười nhạo mỗi khi nghe hắn cuối cùng hắn phát điên bỏ xứ đi lang thang kể lể những điều không ai hiểu anh nhịp khẽ những ngón tay xuống mặt bàn rồi ra ta sẽ không chia sẻ bí mật của mình cho bất cứ ai đi trên mặt băng mỏng phải đâu chỉ có nỗi sợ hãi anh vừa nghĩ vừa gật đầu chào cô bạn cùng phòng đang bước vào với ly cà phê trên tay thì nghe thấy một chuỗi âm thanh nối nhau như một dây pháo bị xịt ở đâu đó bên ngoài bức tường mỏng cảm thấy bất an anh vươn thẳng người với tay lấy tập tài liệu trên giá sách cô gái đến kế bên mà anh cũng không biết sao anh có vẻ căng thẳng vậy anh cười có lẽ cũng gượng gạo không kém cái cười hồi chia tay hát. Đầu có, đêm qua nóng quá, mất ngủ. Vậy anh uống cà phê không? Anh lại cười, vẫn cái cười cũ. Cảm ơn, tôi uống ở nhà rồi. Và lại, uống cà phê không phải là cách duy nhất để tỉnh táo. Anh có cách gì sao? Anh vừa định trả lời thì nghe thấy những tiếng nổ lớn ngay sau cánh cửa vừa được cô gái khép lại. Anh cố chấn tĩnh, cúi xuống tập tài liệu tránh cái nhìn của người đồng nghiệp. Vì quá cố gắng, ruột gan anh nhộn nhạo, đầu óc như muốn bung ra. Anh nghe tiếng cô gái thét lên, rồi mọi vật chìm lấp, chỉ còn một màn đen. Anh tỉnh lại trong căn phòng nhỏ, cửa sổ được che bởi những tấm rido vải thun màu xanh lá cây. Bên phải là một ông già, bên trái là một thiếu nữ, đối diện là một đứa trẻ. Tất cả đang thiếp đi với đủ thứ dây dợ chẳng chịt anh nhổm dậy, đưa chân xuống mặt đất. Lạnh ngắt. Cô y tá bước vào. Anh đi đâu? Anh vội rụt chân, đặt lên tấm drap màu cháo lòng nhàu nhĩ, lúng búng. À, ừ, thì là... Cô gái vừa chỉnh van truyền nước cho ông già, vừa ngoái lại phía anh. 9 giờ, mới đến giờ khám bệnh. Anh đợi đấy. Anh nhỏ nhẹ. Thưa cô, tôi khỏe mà. Cô đây lại. Khỏe, anh không biết khi vào đây anh như một tàu lá héo à? Bước khỏi phòng rồi, cô còn mở cửa, đưa khuôn mặt trắng trẻo của mình vào. Đợi đấy. Ôi, ân cần, dễ thương, xinh đẹp. Anh rèn dĩ trong lòng. Bác sĩ đứng tuổi, khuôn mặt dám nắng, tóc bên thái dương chớm bạc, cúi xuống, nhìn tấm bảng treo ở cuối giường. Huyết áp bình thường, nhiệt độ bình thường, nhịp tim bình thường ngẩng lên anh bị sao dạ anh nghe thấy giọng mình hơi lạc đi tôi chỉ bị xỉu thôi có lẽ do trời nắng nóng bác sĩ cười cười nụ cười có vẻ thiếu tự nhiên dù vậy tôi vẫn cần làm cho hết phận sự mời anh theo tôi tại một gian phòng trắng toát sáng rực lại những câu hỏi ngắn trước lúc xỉu anh có thấy điều gì bất thường không dạ nghĩa là sao ví dụ nghe một tiếng động lớn một tiếng nổ. Dạ. Anh kéo dài giây phút trả lời đến mức độ có thể. Dạ. Nghĩa là có phải không? Ừ. Anh bắt đầu nghe thấy những tiếng động lạ ấy như thế nào? Thoạt tiên chỉ là những tiếng gõ cửa, sau đó là những tiếng gì dầm như có ai đó trò chuyện trong phòng. Rồi tiếng gọi giữa đám đông. Mà thực ra thì chẳng có ma nào chứ gì. Ừ. Thế sau đó, những tiếng động lớn bất thần nổ ra lúc thì ở nhà khi thì ở chỗ làm cảm giác của anh khi ấy tôi nhìn quanh và không hiểu sao được vẻ bình thản của mọi người thế những lời nói những tiếng động như tiếng còi xe tiếng trò chuyện tiếng gió tôi nghe được anh có trận ốm nào thật nặng không không môi trường làm việc của anh có ồn ào không không có thể nói là tuyệt đối yên tĩnh anh mỉm cười nhớ lại bức thư gửi cho hát Dường như nụ cười của anh khiến bác sĩ có điều gì ngờ vực. Ông nhìn thẳng vào mắt anh, giọng đột nhiên thấp hẳn xuống. Xin lỗi, tôi có thể được biết công việc của anh? Tôi dịch tài liệu cho cơ quan X, dịch ngược hay dịch xuôi? Cả hai ạ. À, anh đáp, cố ngăn một cái ngáp, tự nhiên thấy người như muốn rũ xuống. Anh có cộng sự không? Không, tôi chỉ có một phụ việc anh dừng lại, cảm thấy mình đã phạm sai lầm ở đâu đó khi đã nói quá nhiều. Già dạ thế, sự kéo dài bất thường của hai từ này như một vệt sáng bất ngờ quét qua tâm trí mê mệt của anh. Anh nghe thấy nhói buốt nửa đầu bên phải. Mọi sự bắt đầu từ chính công việc của anh. Từ những gì anh đọc thấy hàng ngày trong tuyệt đối yên tĩnh trăng. Anh gần như giật mình khi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của bác sĩ dù vậy anh phải đi kiểm tra cho đúng quy trình tại sao dù vậy anh vẫn tự hỏi rồi nói to quả quyết tôi kiểm tra rồi ổn cả tôi biết thậm chí biết anh khám ở đâu và do ai khám nữa kia lần này tôi sẽ nhờ một chuyên gia bạn tôi làm việc tại một bệnh viện lớn để kiểm tra kỹ tiếp nhận âm thanh trước hết là vấn đề của tai vì vậy phải bắt đầu từ đó anh sẽ gặp lại tôi sau khi có kết quả. Anh xuất viện với bức thư giới thiệu. Đọc chữ ký ở bên dưới, anh biết mình đã vô tình rơi vào tay bác sĩ đáng tin cậy của hát. Ông bạn của bác sĩ đáng tin cậy chính là ông chuyên gia đeo kính gọng đồi mồi, người bất thần cười phá lên, bất thần im bặt trong căn phòng. Trên lầu ba của cái bệnh viện có tòa nhà màu vàng, tưởng đã đổ sập sau lưng anh ám thanh phải mất ít lâu anh mới hiểu ra định danh mới mẻ này sự mẫn tuệ của người quốc vườn khiến anh ngờ vực lời tự giới thiệu học hành không bao lăm của ông và bị hấp dẫn bởi cái phần còn chưa biết mỗi khi đọc những trao đổi của ông anh lại nhận thấy như cánh cửa khép kín kia vừa được mở ra thêm một chút ngày nào ông gửi cho anh mấy chữ cái không kèm theo lời giải thích nào kx QHCT. Anh đoán đó là một địa danh mà anh phải đến. Những KX, những QH, những CT nhiều vô kể, nhưng cuối cùng anh cũng tìm ra mối liên hệ duy nhất giữa chúng: KX, QH rồi CT. Lắc lư trên chuyến xe khách bảy tiếng đồng hồ thì anh tới KX, một thị trấn nhỏ, lèo tèo vài ba ngôi nhà, vài ba hàng quán đường từ thị trấn đến quy hát rồi ct chỉ 15 lăm cây số mà anh phải ba lần thay xe người xe ôm đầu tiên chở anh một phần ba quãng đường thì quay về vì có hẹn người thứ hai chạy gần tới nơi thì trời sầm sầm tối anh ta dứt khoát dừng lại vừa dùng chiếc khăn bông cáu bẩn lau mồ hôi anh ta vừa nhấm nhằng cái gì cũng có niêm của nó tức là lim của nó anh cười thầm quái quỷ thời buổi gì mà đâu đâu cũng chạm mặt chết ra người thứ ba đang dựng xe dưới gốc cây lớn tựa người vào thân xe gà gật nhìn cái xe và ông chủ tả tơi như nhau anh có phần ngại ngần ấy vậy mà khi bị đánh thức anh ta đứng thẳng dậy chụp mũ lên đầu kêu to đầy hứng khởi ok đi đâu nghe nói địa chỉ anh ta lặp lại ok chuyện vặt chạy xe ầm ầm rồi lên dập xuống, ngoặt qua, ngoặt lại, rồi bất ngờ đặt khách trước một lối mỏ nhỏ. Quay đầu xe rồi vù đây, khỏi tiền nong. Anh chưa kịp phản ứng thì anh ta đã mất hút giữa rừng núi thâm u. Anh nghe thấy tiếng thở hắt ra rất mạnh sau cô nói. ngẩng lên lại chẳng thấy ai. Nhìn quanh, anh nhận ra mình đang ngồi trong phòng làm việc. Cô bạn đồng nghiệp vừa bước vào với ly cà phê bốc khói không hiểu từ hơi nước nóng hay từ khí lạnh của những viên đá. Anh biết một phần câu chuyện là do mình mơ thấy nhưng không thể biết. Đó là phần nào, bắt đầu từ đâu, kết thúc ở đâu, tỷ lệ mơ hay là thực này là bao nhiêu? 60, 40, 30, 70, 50, 50, 50 hay 35, 65, hay 42, 58? Đang phân vân với những tỷ lệ, anh chợt nhìn thấy một tia chớp chói lòa ngang trời và liền sau đó là tiếng sấm rung vỡ không gian như muốn cái lại lời tiên tri của nhà thơ nọ trong góc phòng sát bên ô cửa sổ vừa mở cô đồng nghiệp bình thản nhấp một ngụm cà phê từ chiếc ly gốm xứ màu trắng tuyệt đẹp